Hướng dẫn cách sử dụng PowerPoint cho người mới sử dụng đơn giản nhất. PowerPoint là công cụ đắc lực hỗ trợ người dùng trong suốt buổi thuyết trình cực kỳ hiệu quả. Trong bài viết hôm nay, Yêu Công Nghệ sẽ hướng dẫn cách sử dụng PowerPoint bằng laptop đơn giản, dễ hiểu nhất để bạn có thể sử dụng một cách thành thạo các thao tác cơ bản. 1. PowerPoint là gì? PowerPoint là một công cụ tạo ra các slide trình chiếu bao gồm văn bản, hình ảnh, video, âm thanh để hỗ trợ cho một bài thuyết trình. Những bản PowerPoint này sẽ được trình chiếu thông qua laptop, TV hoặc máy chiếu màn hình lớn để mọi người cùng xem hoặc lưu dưới dạng file cho riêng người dùng. 2. Sử dụng PowerPoint để làm gì? Giúp các bài giảng trên lớp của giảng viên sinh động, dễ hiểu hơn. Tạo bài thuyết trình riêng mang đậm dấu ấn cá nhân cho người dùng. Lập các bản đồ tư duy. Tạo các văn bản trình bày trong các sự kiện mang tính kỷ niệm của cá nhân và tập thể. Tạo các tài liệu nhằm mục đích trao đổi mua bán và tiếp thị với khách hàng. Tạo các chứng chỉ, sơ đồ, bằng cấp cho mọi ngành nghề. 3. Những lưu ý khi sử dụng PowerPoint. Chỉ sử dụng keyword, từ khóa chính, trọng tâm, dễ hiểu và bao quát, đi thẳng vào vấn đề. Tránh trường hợp diễn đạt lan man, dài dòng gây rối mắt cho người xem. Các hình ảnh được chèn vào phải phù hợp với vấn đề cần được minh họa. Điều này sẽ giúp thu hút sự chú ý của người xem, dễ hình dung hơn về nội dung được đề cập. Hạn chế tối đa việc sử dụng quá nhiều câu, đoạn văn để đưa vào slide gây rối mắt và nhàm chán. Các phông chữ không chân sẽ giúp bài thuyết trình của bạn trở nên dễ nhìn, cô đọng hơn so với các phông chữ có chân. 4. Các thuật ngữ trong PowerPoint. Slideshow và presentation, trình chiếu và trình bày. Chỉ về tài liệu tổng thể mà bạn đã tạo ra trong PowerPoint, slide, trang. Tương tự như một trang A4 trên Word, có thể thêm vào hoặc xóa bớt tùy ý, số lượng không giới hạn. Animation, hoạt ảnh. Hiệu ứng hình ảnh giúp slide trình chiếu tăng tính độc đáo, lôi cuốn và thú vị. Transition, hiệu ứng chuyển tiếp. Các hiệu ứng được dùng khi chuyển đổi giữa hai slide với nhau làm tăng tính nổi bật, thu hút và mới mẻ, tăng tính tò mò của người xem đối với những slideshow. 5. Hướng dẫn sử dụng PowerPoint. Tạo file mới trong PowerPoint. Bước 1. Mở PowerPoint, chọn Blank Presentation. Bước 2. Màn hình sẽ hiển thị file mới, người dùng có thể bắt đầu thực hiện việc chỉnh sửa theo ý thích. Chọn thêm cho slide. Cách 1. Chọn Design trên thanh công cụ, chọn các mẫu nền có sẵn. Cách 2. Bước 1. Chọn Design trên thanh công cụ, chọn Format Background. Bước 2. Nhấn chọn Picture or Tactile Fill, chọn Insert tại mục Picture Suộc. Bước 3. Chọn ảnh bạn muốn sử dụng làm nền, nhấn OK hoặc chọn Insert. Hình nền sẽ lập tức được thay đổi. Thêm một slide mới, chọn Home, nháy vào mũi tên bên cạnh mục New Slide, chọn kiểu slide muốn thêm. Xóa một slide. Cách 1. Nháy chuột phải vào slide muốn xóa, chọn Delete Slide. Cách 2. Chọn slide muốn xóa, nhấn phím Delete trên bàn phím. Nhân bản một slide. Nhấp chuột phải vào slide muốn nhân bản, chọn Duplicate Slide. Thêm nội dung vào slide. Bước 1. Chọn Insert, chọn Text Box. Bước 2. Click chuột vào vị trí mong muốn và gõ nội dung. Định dạng văn bản trên slide. Để định dạng văn bản trên slide, người dùng chọn nội dung muốn định dạng, sau đó chọn Home và sử dụng các lệnh trong hộp thoại phông, cỡ chữ, phông chữ, căn lề, kiểu chữ để định dạng. Chèn hiệu ứng vào slide. Chèn hiệu ứng cho đối tượng trong slide. Chọn đối tượng cần chèn hiệu ứng. Chọn Animation trên thanh công cụ, lựa chọn hiệu ứng phù hợp. Chèn hiệu ứng chuyển slide. Chọn slide muốn chèn. Chọn Transition trên thanh công cụ. Chọn hiệu ứng cần chèn. Chèn hình ảnh vào slide. Cách 1. Chọn slide cần chèn. Chọn Insert, Picture. Chọn thư mục ảnh phù hợp. Cách 2. Để chèn ảnh online, người dùng chọn Insert, Picture, Online Picture. Cách sắp xếp slide trong PowerPoint. Để sắp xếp slide, người dùng nhấn giữ chuột vào slide muốn di chuyển để kéo đến vị trí thứ tự phù hợp. Tạo slide master cho PowerPoint. Bước 1. Chọn View trên thanh công cụ. Chọn slide master. Bước 2. Thiết lập định dạng slide theo mong muốn và không nhập bất kỳ nội dung nào. Thiết lập màn hình để trình chiếu. Bước 1. Chọn View trên thanh công cụ. Chọn Slide Master. Bước 2. Chọn Slide Size. Chọn tỷ lệ phù hợp. Bước 3. Chọn View. Chọn Normal để trở lại màn hình slide chính. Trình chiếu slide trên PowerPoint. Cách 1. Nhấn F5 hoặc chọn Slide Show. Chọn Play from Start để trình chiếu từ trang đầu tiên. Cách 2. Nhấn phím Shift cộng F5 hoặc chọn Slide Show, chọn Play from Current Slide để trình chiếu từ những trang đang mở. Cách lưu file PowerPoint. Bước 1. Chọn biểu tượng Save như hình. Bước 2. Đặt tên, chọn nơi lưu trữ, chọn định dạng file, nhấn Save để lưu.
6. Các mẹo để có một bản trình chiếu hiệu quả. Định dạng slide, cỡ và phông chữ dễ nhìn, không quá to, không quá nhỏ. Sử dụng các từ khóa hoặc các gạch đầu dòng để đơn giản hóa nội dung thành những câu ngắn gọn dễ tiếp thu. Không tạo quá nhiều trang gây dài dòng, nhàm chán. Chèn ảnh, âm thanh, biểu đồ, minh họa để làm sinh động giúp người xem dễ liên tưởng, hiểu rõ nội dung. Sử dụng các đồ thị, biểu đồ dễ hiểu, tránh các dạng biểu đồ phức tạp gây rối mắt. Thống nhất nền các slide theo một chủ đề nhất định và lựa chọn màu sắc, kiểu trang trí phù hợp, nhẹ nhàng, không quá màu mè làm phân tán nội dung và khó nhìn. Chú ý về chính tả và sử dụng câu đúng ngữ pháp. 7. Các phím tắt tiện lợi khi sử dụng PowerPoint. Shift F3, đổi chữ hoa sang chữ thường. Phím B, làm đen màn hình trong lúc đang trình chiếu. Nhấn B thêm lần nữa để slide tiếp tục chạy. Phím W, làm trắng màn hình trong lúc đang trình chiếu. Nhấn W thêm lần nữa, slide tiếp tục chạy. Số trang cộng Enter, trở lại slide được chọn. Ví dụ 1 cộng Enter để trở lại trang đầu tiên, 2 cộng Enter để trở lại slide thứ 2. Trên đây là một số thông tin hướng dẫn cách sử dụng PowerPoint mà chúng tôi muốn giới thiệu. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình sử dụng công cụ này.